Cuộc đời của bốn người nó là một thước phim ấy mọi người. Chơi thước phim của chơi thì nó cứ kiểu kiểu gì ấy. Mệt quá. Cô đơn một mình lạc lõng thôi. Chả có bạn có bè đâu mọi người. Người như chơi thì chắc là chả có ai muốn làm bạn đâu. Nên để ngợi một mình vậy mọi người ạ. Mệt khát nước lắm mọi người. Đây, chơi mang một chai nước cho mẹ chơi chơi uống này. Ngoài ra thì còn một quả lê này. Sợ đi đói ấy, mọi người. Thì không thể thiếu đó là một con dao rồi. Đâu nhỉ? Có dao của nhà chơi đâu rồi? Đây này. Đấy, giờ chơi sẽ gọt quả cho chơi với mẹ chơi ăn nha. Chơi đã gọt dưa thì có cô hà xóm với lại có một anh hà xóm đi qua. Thế là chơi phải chia phần của mẹ với lại phần của chơi cho họ nữa mọi người ạ. Nhưng mà thôi cùng nhau ăn cho nó vui ấy mọi người ạ. Hôm nay thì chơi với mẹ của chơi đi lấy củi ấy. Về đây dự trữ mùa đông lạnh lạnh thì có được sưởi ấm ấy mọi người. Chơi chịu được. Nhưng mà bố mẹ của chơi là người lớn tuổi rồi. Phải có củi để mà đốt ấy. Để mà sưởi ấm ấy mọi người ạ. Mời tất cả mọi người uống nước nha. Nước này gọi là nước gì nhỉ? Dưa lưới à? Học tà sao à? Học tà chứ mới vào chảy ra. Bye bye tất cả mọi người, hẹn mọi người vào những video sau nha.